với những lần đánh bại những tên ác nhân xấu xa, giải cứu thế giới, hợp tác cùng với những người đồng đội của mình thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, phải đối đầu lại với tên kẻ thù nguy hiểm, giáo sư điên cùng cộng sự của hắn Sego. Liệu Kim có thể vượt qua những thử thách này hay không thì các bạn hãy cùng mình vào bộ phim nhé. Mở đầu bộ phim là sự xuất hiện của những gã phản diện đang có mưu đồ đen tối, đang uy hiếp một nhà khoa học. Chuyển cảnh là Kim với người bạn thân John của mình đang chiến đấu với những tên lính. Kim kích hoạt đôi cánh bay của mình phóng thẳng đến chỗ tên những tên lính. Cô không may bị chúng tóm thì anh bạn John kịp bay đến giải cứu, nhưng sự hậu đậu của anh ta khiến cho thùng xăng phát nổ. May rằng cả hai né kịp chứ không lại hết phim. Người cộng sự tiếp theo đó là Wei, một thiên tài công nghệ tốt nghiệp đại học khi cả đám mới lên lớp 10. Cậu ta đã dò ra vị trí của giáo sư bị bắt, bọn ác nhân đang thí nghiệm chất nhầy màu đen vào quả cầu trái đất khiến chúng bị ăn mòn. Nhưng có một chút sự cố thành phẩm của phản ứng lại có màu hồng lấp lánh khiến chúng tức giận định xử giáo sư bỏ ông vào chất nhầy đen. Trong lúc nguy cấp, nhóm Kim xuất hiện kịp thời và xảy ra màn đánh nhau cực cuốn hút. Kim đối mặt với tên xấu xa. John đã ném móc cho cô tung một đòn quyết định, không may rằng cô bị đánh úp đằng sau, chiếc máy bắn móc rơi xuống chất nhầy. John đang cố giải cứu giáo sư nhưng cả hai lại bị đánh lén và đang rơi vào tình huống nguy hiểm khi sắp rơi xuống vũng nhầy đen. Kim kịp lúc xuất hiện, dùng cây bút laser của mình cắt dây xích. Khi cứu được mọi người, John vô tình nhấn nút tự hủy khiến cho cả đám vào cảnh khó khăn. Tên phản diện kịp vô tên lửa thoát hiểm. Kim đã nhờ Wei hack vào hệ thống khiến quỹ đạo tên lửa đến đồn cảnh sát. Kim nhường bộ cánh bay của mình cho giáo sư. Khi vụ nổ bắt đầu lan ra, Kim và John nhảy xuống, bắt lấy bộ cánh bay của John thoát ra vụ nổ một cánh đẹp mắt. Chuyển cảnh về nhà, khi bố mẹ cô xem tin cảnh sát đã tóm được tên phản diện. Bố mẹ cô đang trò chuyện về Kim thì hai cái đờ drone từ đâu bay đến, thì ra là hai đứa nhóc thử nghiệm. Mẹ cô vào phòng cô nói chuyện về ngày đầu nhập học, cô rất phấn khích khoe rằng mình chuẩn bị tất cả từ quần áo đến vở bài tập rồi. Rồi mẹ cô cũng động viên cô thì Wei xuất hiện thông báo xe buýt sẽ đến trong 3 phút nữa. Khi chạy đến chỗ xe buýt thì cô cũng cứu được một chiếc xe chở em bé, và sau cũng cô bắn móc treo thực hiện một bước nhảy đẹp mắt vào trong chiếc xe buýt. Sau đó chuyển cảnh đến nhà tù, nơi đang giam giữ một gã phản diện tâm lý không bình thường. Hắn đang tức giận với việc Kim phá hỏng những kế hoạch của hắn. Khi đèn tắt, cánh cửa đã bị phá hủy bởi người cộng sự Sego của hắn. Cô ta giải phóng hắn ra khỏi lồng giam cùng chiếc phi thuyền từ trên hút hai người đi. Khi hai người John và Kim đến trường học, bị chặn lại bởi Bonnie cùng nhóm của cô ta. Cả hai có màn chào hỏi thân thiện. Bước vào trường, John live stream nói rằng hai cô nàng rất ghét nhau như chó với mèo vậy. Sau khi màn chào chuyện kết thúc thì Wei thông báo cho Kim về việc giáo sư điên đã được Sego giải thoát ra khỏi nhà giam. Kim khi được nhắc phòng học được đánh số lại cùng với tiếng chuông trường reo lên. Cả hai đã bắt đầu chạy đi vì muộn giờ nhận sự trách móc của thầy Buckin, và cô phải nhờ Wei cho con đường gần nhất đến lớp học, con đường qua ống thông gió. Nhưng cô vẫn muộn và thầy Buckin ở đó dạy thay cho cô giáo xin nghỉ. Chuyển cảnh đến căn cứ của Ducken, hắn ta than rằng về hang ổ xấu xí của mình, nói rằng những tên ác nhân khác có chỗ xịn hơn. Sau một ngày coi như không suôn sẻ của Kim, cô đến sân bóng thách đấu với nhóm của Bonnie, một đấu với 11. Kim dẫn bóng lười qua một người thực hiện một pha xoay bóng mượt hơn anh Long Ma Bắc Giang dẫn bóng, rồi thực hiện một pha gấp bóng lên né, pha sọt cản bóng của đối phương. Lại tiếp một pha gấp bóng nhảy lên qua người nhưng hơi ảo ma, cái này Messi gọi bằng cụ, rồi pha cuối đá người đối phương, thực hiện một pha volley, không đó là một pha nhảy cao vung chân sút vào gôn rất hay. Và Kim cuối cùng gia nhập đội bóng, nhưng với tư cách đội trưởng đội vật tư, và cô nhận ra cô bị Bonnie lừa khi năm nhất không được vào team. Chuyển đến nơi giáo sư điên, hắn đang âm mưu một kế hoạch kinh khủng xấu xa nào đó để đánh bại Kim. Kim với John trên đường đi ăn thì bắt gặp cô nàng không thể kết bạn với mọi người đang gọi điện cho mẹ. Kim liền ra đấy hỏi thăm, làm quen với cô nàng, cô ấy không ngờ lại là fan cứng của Kim. Đến chỗ ăn, hai cô nàng có vẻ rất hợp ý nhau và họ có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Cả hai lại đi muộn, nhưng đã có cô nàng Athena đứng ra giải cứu khi nói mình làm tình nguyện ở trại mèo hoang, khiến ông thầy Buckin mềm lòng cho cả ba vào lớp. Kim đưa cô nàng Athena về nhà và cho xem kho vũ khí của mình. Kim giới thiệu cho Athena về nhiều loại vũ khí cô dùng. Athena khi nhầm chiếc bút laser thành bút thường nên suýt bị bay màu. Họ bắt đầu điệu nhảy hợp tác. Khi cô cùng Athena đang cạo cỏ ở giày thì Kim rủ cô giao lưu những kỹ năng tâng bóng sút vào gôn, không ngờ Athena lại có thể chơi hay như vậy. Kim quyết định cho Athena vào tổ đội giải cứu của mình, trước hết nên sửa soạn lại kiểu tóc đã. Khi chọn trang phục phù hợp với bản thân thì một người phụ nữ, cả ba bắt đầu tìm đến vị trí của tên giáo sư điên. Athena vô tình cầm quả táo xuống cửa căn cứ bí mật được mở ra. Khi bắt đầu điều tra thì Athena luôn tỏ ra nổi bật, cướp đi ánh hào quang của Kim. John tìm được một chú chuột túi trụi, anh rất thích nó nên để chú ta vào trong cặp của mình. Kim và Athena tiếp tục tìm kiếm tin tức, cô ta luôn luôn dành với Kim và đưa ra kế hoạch cho nhóm. Cả hai gặp Sego với ả ta đang đánh cắp khối lập phương. Kim ra đấu với ả ta. Cô khi lấy được khối lập phương thì không may bị đánh rơi xuống lồng lươn điện, điều này khiến cô rất hoảng sợ và liên tục kêu cứu Athena. Athena biểu diễn kỹ năng dùng gậy của mình đánh lui được Sego, giải cứu cho nhóm Kim thành công. Ngày hôm sau, Kim đến trường với tâm trạng không tốt khi thấy Athena được Sego nói giỏi hơn mình. Cô đã nhà dì mình để nhờ bà ấy dạy cho kỹ năng dùng gậy. Cô không thể đánh trúng dì của mình, và khi người dì luôn động viên cô, dì ấy tìm ra rằng cô có vấn đề gì đó khi cô nhất quyết muốn học kỹ năng dùng gậy. Cô thú nhận rằng cô ghen tị với Athena khi cô ấy đánh nhau giỏi hơn cô, làm thứ gì cũng giỏi hơn mình, điều này khiến cô không biết bản thân mình là ai. Trong buổi lễ tuyên dương học sinh xuất sắc Athena, sau những lời tuyên dương của thầy Buckin, cô ấy được bầu làm nữ hoàng đêm dạ hội.
Lúc đó vết cắt tròn màu xanh trên đầu hiện xuống thì ra là lũ phản diện Seth Go và Duckin đang tới để tiêu diệt Athena. Kim liền lao xuống cứu, chúng đã gọi tay sai của mình ra tấn công, cô thể hiện ra những đòn võ hạ gục bọn chúng với một quyền vở. Khi Athena bị bắt, cô nhận được một cây gậy và chuẩn bị tấn công chúng. Thay vì đưa cho Athena giải quyết chúng thì cô đã tự mình đánh. Với một đòn xoay người, cô bị ngã ra đất để Athena bị chúng bắt đi với sự kêu cứu của Athena. Điều này khiến cô tuyệt vọng, thấy cô hối hận với quyết định của mình. Cô và John quyết định đi giải cứu Athena. Chuyển cảnh đến căn cứ của tên giáo sư điên khi ông ta đang uống sữa lạnh ăn mừng chiến thắng của mình. Với Seth Go thì Athena đã nói mình là bạn của Kim, luôn vượt qua của cô ta về mọi mặt, làm Kim bẽ mặt. Thì ra Athena cùng phe với bọn phản diện, cả ba tên đó đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Trong lúc đó thì Kim với John đang về nhà chuẩn bị kế hoạch đi giải cứu Athena. Cô xin sự giúp đỡ của mẹ cô và Nana cùng cả ba đã đi chuẩn bị, và thanh niên John cũng cho chú chuột trụi cộng sự của mình lên đường. Duckin thức dậy, hắn hoang mang khi thiết bị của hắn biến đâu mất, thì ra nó được đặt trong căn phòng của Seth Go. Điều này khiến hắn rất vui mừng cười khoái. Hành trình thâm nhập căn cứ bí mật. Nhờ sự giúp sức của mẹ cô với dì Nana, cô đã đột nhập thành công và ra chỗ Athena. Cô trách Kim rằng cô là một người bạn tồi. Kim thú nhận rằng mình thay đổi, nhưng Athena đã nói rằng cô là một tên người máy phản diện, nói rõ mục đích của mình là tới tiêu diệt cô. Điều này khiến Kim rất sốc và cố khuyên cô Athena rằng cô còn một phần rất tốt. Từng hồi ức về kỷ niệm đẹp của cả hai bắt đầu tràn về. Giáo sư điên Duckin đang thực hiện một kế hoạch gì đó trên người Athena khi được hai tên kia nói rõ rằng cô chỉ là một công cụ để bọn chúng lợi dụng mà thôi. Và màn xuất hiện của nhóm Kim đến để giải cứu Athena không ngờ lại bị rơi vào kế hoạch của tên giáo sư điên Duckin. Cả nhóm bị nhốt ở trong nhà giam kín. Trên, giáo sư nói về kế hoạch của mình, nhận ra Kim có gì đó rất đặc biệt khiến cô tách biệt với những người khác, nên hắn đã tạo ra người máy Athena để học hỏi và đánh cắp thứ tạo nên Kim với hắn sẽ lấy cắp thứ đó từ Athena cho hắn. Cô hứa sẽ đưa Athena ra khỏi đó. Khi hắn định thu phòng giam lại để tiêu diệt cả nhóm thì Wade điều khiển chiếc đờ drone của mình đưa chú chuột trụi đến tắt phòng giam. Sau những pha tránh tia năng lượng của Seth Go thì chú chuột đã thành công bấm vào nút động khiến cả nhóm thoát ra được. Duckin nhanh chóng chui vào thiết bị để Seth Go cầm chân kích hoạt công tắc truyền năng lượng. Tưởng chừng như thành công, nhưng Kim đã đánh bại hắn khiến kế hoạch của hắn thất bại và khiến hắn ta bị thu nhỏ biến thành trẻ con. Thiết bị bất ổn đang có dấu hiệu phát nổ, hắn kịp thoát ra và Kim đã cứu Athena thành công, nhưng cô ta lại vì cảm ơn công cứu mạng của Kim nên đứng ra hứng chịu cho Kim những dòng điện. Cô ở lại ngăn chặn vụ nổ để cho cả nhóm được ra ngoài. Vụ nổ đánh sập khu vực căn cứ đó, nhóm Kim đã thoát ra ngoài đang đau buồn trước sự ra đi của Athena thì chú chuột trụi của John đánh hơi đi hướng đến khu vực đổ nát và cả nhóm phát hiện ra đầu của Athena vẫn có ý thức được và khiến cả nhóm rất vui mừng. Athena thì được mẹ Kim cải thiện lại và Kim, cô mở khóa dạy sử dụng gậy cho mọi người ở trường tiếp tục công việc tiêu diệt ác nhân. Kết phim thì giáo sư điên trong hình dạng trẻ con đã vào trường Kim học và chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn khác. Bộ phim đến đây kết thúc. Đây là một bộ phim vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình một like để có thể đón chờ những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.